Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh. Người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích từ xứ sở Kim chi tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm Guanut Amanti, một ngũ cốc trong việc là giúp cho những người ăn kiêng đang trong chế độ giảm cân tốt như thế nào thưa các bạn nếu như chúng ta có một thân hình quá khổ không được đẹp hay là cơ thể của chúng ta có nhiều lượng mỡ thừa khiến cho chúng ta cảm thấy tự ti mỗi khi đi ra đường Tuy nhiên thì có khá nhiều khách hàng áp dụng cách giảm cân đó chính là nhịn ăn và Kiều Anh cũng khuyên các bạn rằng là với cái cách nhịn ăn như thế này thì các bạn không nên sử dụng bởi nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta mà còn ảnh hưởng ngay cả đến quá trình giảm cân cũng không được hiệu quả. Và bên cạnh việc là giảm cân thì các bạn cũng nên kết hợp chế độ ăn uống sao cho phù hợp để chúng ta vừa cung cấp được đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể lại vừa giảm cân một cách hiệu quả. Và nếu như các bạn ở kiêng không sử dụng tinh bột hay là chúng ta có chế độ ăn nghiêm ngặt thì ngày hôm nay kiều anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm bột ngũ cốc guanus amanti đối với những người giảm cân tốt như thế nào và đây là một trong những dòng sản phẩm đúng như cái tên được tổng hợp từ ngũ cốc nghĩa là năm loại hạt và năm loại hạt này thì sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của các bạn nhưng không có nghĩa là khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm ngũ cốc này nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của chúng ta bột ngũ cốc Guanus amanti là một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người tại Hàn Quốc nói riêng ưa chuộng sử dụng và dòng sản phẩm này thì mang đến những hiệu quả bất ngờ cho cơ thể của chúng ta và đối với những người đang trong quá trình giảm cân thì dòng sản phẩm bột ngũ cốc Guanus amanti vừa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng vừa giúp cho chúng ta no lâu và đây cũng là một trong những điểm mạnh của dòng sản phẩm này được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng và quan trọng hơn nữa đó chính là dòng sản phẩm này thì chúng ta sử dụng sẽ không bị béo cũng như là hỗ trợ cho quá trình Giảm cân của chúng ta cực kỳ hiệu quả luôn À Và đây là một phương pháp Cũng như là một trong những bí kíp mới Được rất nhiều chị em phụ nữ chia sẻ cho nhau Trong quá trình giảm cân à, Và ngay bây giờ thì để chứng minh rõ hơn Kiều Anh sẽ pha trực tiếp một gói bột ngũ cốc này Vào cốc nước Cũng như là uống luôn trực tiếp để các bạn có thể thấy Dòng sản phẩm này nó hòa tan nhanh như thế nào Cũng như là mang lại hiệu quả như thế nào Đây ạ À, như các bạn có thể thấy trên tay kiều anh đang là một gói bột ngũ cốc và đặc biệt là gói bột ngũ cốc này có thiết kế vô cùng nhỏ gọn chúng ta có thể là mang đi bất cứ đâu khi mà bạn đi công tác xa hay là chúng ta phải đi du lịch thì chúng ta cũng có thể là mang theo dòng sản phẩm này và hiện tại thì kiều anh đã chuẩn bị sẵn một cốc nước ấm và kiều anh sẽ pha trực tiếp bột ngũ cốc với cốc nước ấm này và điều đầu tiên khi các bạn mở bột ngũ cốc uh, WANUS Amenity của Hàn Quốc ra đó chính là mùi thơm khá dễ chịu cũng như là cái trẻ, uh, nó hòa tan khá là nhanh và nếu như các bạn để ý kỹ một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng là bột ngũ cốc này uh, nó có những loại hạt khác nhau và những loại hạt này chính là từ năm loại hạt tổng hợp trong gói sản phẩm bột ngũ cốc như kiểu anh vừa chia sẻ và các bạn hãy nhớ nhé khi chúng ta pha với nước ấm thì chúng ta nên khuấy đều lên để uh, bột ngũ cốc có thể được hòa tan một cách tốt nhất À vâng, và hiện tại thì kiểu anh đã pha cũng như là hòa tan đều dòng cái bột ngũ cốc này rồi. Thì bây giờ anh sẽ uống trực tiếp. Vâng thưa các bạn. Đúng như cái tên của nó, bột ngũ cốc này thì khi mà chúng ta uống trực tiếp chúng ta sẽ cảm nhận được vị thơm cũng như là hương thơm của từng loại ngũ cốc và trong một gói bột ngũ cốc như thế này thì nó sẽ có đầy đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho bạn ở trong bữa ăn và với mùi thơm vô cùng dễ chịu chúng ta có thể là uống được ngay lập tức và các bạn hãy nhớ nhé, với dòng sản phẩm này để được hòa tan tốt nhất thì hãy pha với nước ấm hoặc là nước nóng. Và các bạn cũng nên uống trực tiếp sau khi pha, không nên để lâu mặc dù cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như là vitamin, các chất axit, amin thiết yếu cho cơ thể. Uh, tuy nhiên thì dòng sản phẩm này cũng sẽ không gây béo cho chúng ta cũng như là kiểm soát cân nặng của chúng ta vô cùng tốt. Và những loại hạt được uh, chọn lọc để sản xuất nên dòng sản phẩm bột ngũ cốc này thì trong đó có thể kể đến là hạt bí ngô, uh, hạt hạnh nhân, hạt ốc chó hạt đậu tương hay là một số loại hạt khác có trong này nữa và quan trọng hơn các bạn đều biết rằng là những loại hạt mà kiểu anh kể trên thì có chất dinh dưỡng vô cùng cao và cũng rất tốt cho các bạn trong quá trình giảm cân đúng không ạ và để được mua được dòng sản phẩm tốt nhất cũng như là chất lượng nhất thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh là mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và liên hệ qua số hotline 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc là các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm bột ngũ cốc Kwanut Amti đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết được rằng tại sao dòng sản phẩm bột ngũ cốc này lại tốt cho quá trình giảm cân cũng như là cách sử dụng trực tiếp dòng sản phẩm này và dòng sản phẩm này khi pha ra thì có màu như thế nào rồi đúng không ạ? Và Kiều Anh xin chào cũng như là hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.